Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức ha. Thì trong cái video ngày hôm nay đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái thủ thuật giúp cho các bạn có thể xác định được cái thời gian nào là thời gian tốt nhất để các bạn có thể đăng tải cái video lên kênh YouTube. Từ đó sẽ có được nhiều lượt xem nhất cho cái video trên kênh của mình. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu giờ đăng video tốt nhất là như thế nào. Thì ở đây hiểu đơn giản á, là cái thời gian đó những cái người mà theo dõi cái kênh của mình á, họ online nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta có nhiều khán giả cùng online vào thời điểm đó thì chúng ta xuất bản video á, sẽ có nhiều người click vào xem hơn. Thì từ đó sẽ giúp cho cái kênh chúng ta nó sẽ có nhiều lượt view. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như vậy thôi. Thì trước đây á, nếu mà chúng ta xác định theo cách thủ công á, thì người ta sẽ dựa vào cái địa lý của cái người xem. Ví dụ như chúng ta làm cái video cho khán giả Việt Nam đó, thì chúng ta sẽ có cái múi giờ khác. Còn nếu mà chúng ta làm cho một cái người ở Mỹ thì sẽ có một cái múi giờ khác ha. Thế thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy theo cái vị trí địa lý khán giả của chúng ta mà chúng ta sẽ có một cái thời gian khác nhau. Ngoài ra thì tùy vào cái lứa tuổi của khán giả nữa. Nếu một cái người trẻ tuổi thì họ sẽ có cái thời gian xem khác. Còn những cái người lớn tuổi hơn thì họ lại có một cái thời gian khác. Và nếu mà chúng ta phục vụ cho một cái vị trí địa lý cụ thể đó thì nó sẽ khác với phục vụ cho khán giả trên toàn cầu. Ví dụ như khi mà chúng ta làm những cái video đó, mà cái đối tượng khán giả của chúng ta có rất nhiều nước người ta xem, thì lúc này chúng ta không thể nào xác định theo cái vị trí địa lý của Việt Nam hay là của Mỹ được. Vậy thì có cách nào để có thể xác định được thời gian tốt nhất mà không có phải đoán mò cái thời gian nào? Thì trong cái video này đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo để các bạn có thể xác định được cái giờ nào là khán giả của chúng ta đông nhất. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm ha. Các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng kênh ở đây. Các bạn vào cái phần là YouTube Studio để chúng ta vào cái trang tổng quan. Sau đó các bạn sẽ nhìn bên tay trái, nó sẽ có một cái mục là số liệu phân tích. Các bạn kích vào đây. Thì trong cái phần số liệu phân tích kênh, các bạn sẽ chọn cái thẻ là đối tượng người xem. Thì khi mà chúng ta chọn đối tượng người xem, các bạn có thể kéo trượt xuống bên dưới. Thì nó sẽ có một cái phần là thời điểm khán giả xem YouTube ha. Và các bạn sẽ nhìn cái phần này. Ở đây nó sẽ phân biệt ra từ cái màu trắng cho tới màu tím nhạt. Rồi từ từ nó đậm lên. Thế thì các bạn nhìn ở đây ha. Nếu như chúng ta đưa chuột ngay chỗ cái vị trí này, thì nó ghi là một số khán giả của bạn dùng YouTube vào thời điểm này. Một số khán giả tức là ít ha. Còn nếu mà chúng ta để phía trên thì nó ghi là rất ít khán giả. Thì ngay thời điểm này thì không nên post. Chúng ta lại chuyển xuống phía dưới. Một cái màu tím đậm hơn thì nó ghi là nhiều khán giả của bạn dùng YouTube vào thời điểm này. Thì ngay thời điểm này các bạn thấy là có nhiều rồi ha. Và chúng ta xuống cái màu tím đậm nè, thì nó lại ghi là rất nhiều khán giả của bạn dùng YouTube vào thời điểm này. Thì ngay cái thời điểm này là thời điểm khoảng 7 giờ tối, 8 giờ tối, 9 giờ tối. Thì cái thời điểm này người ta gọi là thời điểm vàng đó, của một cái ngày. Ví dụ nhìn trong cái hình này thì ngày thứ hai đó, thì từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ là thời điểm tốt nhất để mình có thể up video lên kênh. Sang ngày thứ 3 thì các bạn thấy cái thời điểm tốt nhất là 8 giờ và 9 giờ. Sang ngày thứ 4 thì nó lại tốt 7, 8, 9. Lưu ý là cái này đang nói về giờ tối nha. Sau đó thì các bạn thấy ngày thứ 7 nè. Thì 8 giờ và 9 giờ là tốt. Tuy nhiên chuyển sang ngày Chủ nhật thì nó lại quay trở về lúc 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ thời điểm khán giả xem YouTube này,
chúng ta đã xác định được cái thời điểm nào là thời điểm chúng ta nên xuất bản video. Ví dụ như ngày hôm nay mình quay là ngày 13 nè. 13 tháng 5 tức là ngày thứ tư. Thì ngày thứ tư các bạn sẽ nhìn cho ngày thứ tư chỗ này. Thì cái thời điểm mình post tốt nhất á, là 7 giờ tối. Thì rõ ràng là dựa vào cái bảng này, chúng ta có thể chủ động lên lịch xuất bản video để có thể tiếp cận được với nhiều người xem nhất trên cái kênh của mình. Ở đây thì mình đang dùng cái biểu đồ của kênh kiến thức ha. Còn trên kênh của bạn nó sẽ có một cái biểu đồ khác. Và nếu mà cái biểu đồ này á, mà các bạn có nhiều màu tím thì cái kênh của bạn nó sẽ có nhiều người xem trên toàn cầu. Còn cái biểu đồ như kênh kiến thức của mình á, thì chủ yếu là người Việt Nam. Thì tiền nó sẽ không nhiều bằng cái đối tượng khán giả trên toàn cầu nha. Cho nên các bạn nên làm thêm phụ đề. Các bạn nên chuyển cái tiêu đề và mô tả sang tiếng nước ngoài. Thì nó sẽ tiếp cận với đối tượng khán giả nhiều hơn. Thì đây là một cái thủ thuật mà mình muốn chia sẻ với các bạn ha. Hy vọng là các bạn sẽ chọn được thời điểm vàng để các bạn upload video lên YouTube. Ngoài ra thì mình cũng nói thêm một xíu. Cái bản dữ liệu này thì các bạn nên theo dõi thường xuyên. Tại vì cái thói quen của người dùng á, có khả năng họ sẽ thay đổi tùy vào thời điểm ha. Cho nên là chúng ta phải theo dõi để chúng ta có những cái lịch xuất bản video chính xác hơn. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Chào các bạn.